khoảng 6 giờ sáng nay, mùng 5 tháng 6, các lực lượng chức năng tại trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tiếp tục phát hiện hai người đàn ông trốn trong một chiếc xe tải nhỏ vào địa bàn Sơn La. Thông tin ban đầu được biết, thời điểm trên, lái xe điều khiển chiếc xe tải cỡ nhỏ mang biển kiểm soát 27C034.34 di chuyển theo hướng từ phía tỉnh Hòa Bình vào địa bàn Sơn La. Khi đến trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 huyện Vân Hồ, chỉ khai báo y tế cho bản thân. Qua quá trình kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng phát hiện còn một người trong thùng xe, một người trong cabin xe, cả hai đều đang ngủ và không thực hiện khai báo y tế. Sau đó, các lực lượng chức năng đã yêu cầu hai người này khai báo y tế bắt buộc và tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Như vậy, từ ngày 30 tháng 5 đến nay, trạm kiểm soát liên ngành phòng chống COVID-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phát hiện 3 vụ chở người chui trong thùng xe nhằm qua mặt lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19.